Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ ai không thương. Xin chào tất cả các bác nha. Bắc Giang một ngày nắng nóng, là các bác đang nông dân đang vào mùa vụ, đang thu hoạch cũng như là đang phơi thóc nữa. Thì bên em hôm nay có một chuyến đi lắp đặt và nâng cấp một bộ dàn karaoke cho anh Tiến ở Bắc Giang. Thì bọn em đã lắp đặt setup xong, bây giờ hiện tại là đang hát thử và nghe luôn chất âm của dòng hoa ôm bãi cộng với một cặp BMW 850 làm center. Hiện tại em đã cài đặt xong xuôi, bàn giao để về. Thì bộ cấu hình của bác đây sử dụng gồm một em nâng tiếng của nhà có sẵn, với một em mic DB550 Pro và một em mang số DB Apatic F700 cộng em đẩy AAP 4 kênh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.